Chúng ta cần học gì để có đầy đủ các kỹ năng để có thể trở thành một huấn luyện viên yoga bầu chuyên nghiệp? Hiện tại thì Ngọc Anh thấy rằng là đang có rất là nhiều các huấn luyện viên yoga. Và ở trong đó thì những huấn luyện viên yoga về trị liệu này, về huấn luyện viên về nâng cao, huấn luyện viên yoga về body thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì những huấn luyện viên yoga về bầu thì vẫn còn đang rất là hạn chế. Lý do rằng là đâu đó do chúng ta vẫn cảm thấy chưa tự tin, hay là chưa có quá nhiều các huấn luyện viên quan tâm thực sự đến những mẹ bầu. Nhưng mà với cái nhu cầu hiện tại thì Ngọc Anh thấy rằng là các mẹ bầu thì càng ngày càng nhiều, và với cái nhu cầu các mẹ thì bây giờ cái nhu cầu mong muốn tìm đến cái bộ môn yoga để cải thiện sức khỏe trong quá trình mang bầu thì cũng rất là cao. Chính vì thế nên là cái nghề huấn luyện viên yoga dành cho bà bầu thì cũng vẫn đang là một cái cơ hội rất là mở dành cho những ai có nhu cầu quan tâm và mong muốn trở thành huấn luyện viên yoga cho bà bầu. Thế nhưng tuy nhiên thì để trở thành một huấn luyện viên yoga bầu thì cần có những cái yếu tố gì quan trọng, cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng gì, thì Ngọc Anh thấy rằng là cũng có nhiều huấn luyện viên là đang bối rối chưa biết phải bắt đầu từ đâu với những kỹ năng nào. Thì hiện tại bây giờ bản thân Ngọc Anh cũng xuất phát từ một huấn luyện viên yoga, và sau rất là nhiều năm mình hướng dẫn và huấn luyện nghề rồi thì mình đã bổ sung thêm những cái kiến thức kỹ năng để trở thành một huấn luyện viên yoga bầu. Và hiện tại bây giờ thì Ngọc Anh cũng đang hướng dẫn huấn luyện cho rất nhiều mẹ bầu, lên đến hàng nghìn mẹ ở trên cả online lẫn offline. Thì với kinh nghiệm của mình thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ cho các mẹ, chia sẻ cho tất cả những bạn đang quan tâm đến nghề huấn luyện viên yoga bầu này cái kiến thức cần thiết để chúng ta có thể trở thành huấn luyện viên yoga bầu nhé. Cái yếu tố số 1 là để trở thành huấn luyện viên yoga bầu thì chắc chắn là chúng ta không thể thiếu được, đó chính là chúng ta phải tham gia một khóa huấn luyện yoga, một khóa huấn luyện viên yoga. Nghĩa là bạn phải tốt nghiệp một chương trình đào tạo huấn luyện viên yoga, đâu đó có thể là bằng 200 giờ, để bạn có đầy đủ các kiến thức kỹ năng của một giáo viên yoga thông thường. Ở đó thì bạn sẽ có kiến thức về cách xây dựng giáo án, cách truyền đạt, cách hướng dẫn cho học viên, rồi cách về những giải phẫu cơ xương khớp từ đầu đến chân cho một người bình thường, để bạn có những kiến thức nền tảng cho cái nghề huấn luyện viên yoga. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng song song với đó thì sau khi có cái bằng đó rồi, sau khi có cái quá trình huấn luyện đó rồi, thì bạn sẽ tiếp tục học thêm những cái chứng chỉ bổ sung chuyên sâu hơn cho bà bầu. Tức là lúc này bạn sẽ học thêm cái chứng chỉ chuyên sâu để bạn thấy rằng là cái hệ cơ xương khớp của mẹ bầu khi mang bầu thì nó sẽ khác gì so với người bình thường, và những cái bài tập, những cái giáo án dành cho mẹ bầu thì nó sẽ khác gì so với những giáo án bình thường. Thì đó là chúng ta bổ sung thêm những cái kiến thức kỹ năng đó vào để chúng ta có thể xây dựng được những cái chương trình huấn luyện cho mẹ bầu. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên, tức là về cái khâu là chúng ta cần phải trải qua những cái lớp học như thế nào. Thì đó là nhớ là đầu tiên bạn vẫn phải bắt đầu từ lớp huấn luyện viên yoga, và sau đó thì bạn sẽ học thêm cái chứng chỉ chuyên sâu cho mẹ bầu để bạn có thể trở thành huấn luyện viên yoga bầu. Yếu tố số 2 mà Ngọc Anh muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là bạn cần phải học cái kiến thức, một cái kiến thức vô cùng quan trọng, đó là cái kiến thức về thấu hiểu về tâm lý, về sự thay đổi tâm lý của mẹ bầu. Vì khi chúng ta mang bầu thì ngoài cái việc là cơ thể của mình thay đổi thì cái tâm lý của các mẹ bầu là yếu tố rất là quan trọng, bị thay đổi rất nhiều trong quá trình mang bầu. Chính vì vậy nên là tỷ lệ các mẹ bầu bị stress này, bị trầm cảm khi mang bầu là cực kỳ cao. Thế thì khi họ đến với lớp học yoga của mình thì ngoài việc là chúng ta hướng dẫn vận động cho các mẹ bầu thì cái kỹ năng là trò chuyện, kỹ năng tâm sự, kỹ năng thấu hiểu để giúp cho mẹ bầu có thể là an ủi cho cái tinh thần của mẹ bầu trở nên tốt hơn hay là tích cực hơn, thì cái yếu tố này cực kỳ quan trọng. Nên là song song với những kiến thức về vận động tập luyện rồi thì chúng ta cần phải có cái kiến thức về thấu hiểu tâm lý và cái cách trò chuyện với mẹ bầu. Vì trong tất cả các nhóm học viên yoga, ví dụ như nhóm trị liệu, nhóm body hay là nhóm nâng cao, hay là nhóm rất nhiều các nhóm học viên yoga, thì cái nhóm học viên yoga bầu là nhóm mà tâm lý gần như là Ngọc Anh có hay nói trêu, hay nói vui rằng là tâm lý yếu là cái nhóm mà tâm lý mỏng manh nhất. Vì các mẹ bầu khi mà trong giai đoạn mang thai thì các mẹ thường là sẽ rất là dễ bị tủi thân hay là bị căng thẳng quá độ. Thế nên là chúng ta xen kẽ, cần phải có kiến thức đó để xen kẽ vào giữa các cái bài tập của mình. Thì chúng ta luôn luôn phải có những cái câu chuyện, những cái sự hỏi han, quan tâm, tình cảm, tâm tư để giúp cho các mẹ bầu giải quyết được cái vấn đề tâm lý. Vì tập yoga là chúng ta phải đảm bảo được là thân tâm trí cùng khỏe, có đúng không nào? Nên là cái tâm lý của mẹ bầu là rất cần được đưa vào trong cái kiến thức. Vậy nên bản thân Ngọc Anh cũng vậy thôi, hướng dẫn cho các mẹ bầu thì Ngọc Anh đã phải học hiểu thêm rất nhiều các kiến thức về tâm lý thì mới có thể trò chuyện với các mẹ bầu một cách thấu hiểu thực sự được và giúp đỡ cho các mẹ bầu giải tỏa được tinh thần. Thì đấy là yếu tố số 2. Chúng ta cần phải bổ sung cái kiến thức này vào để giúp cho chúng ta có được giúp chúng ta có được cái chất lượng về cái lớp học yoga bầu của chúng ta tốt hơn. Một yếu tố tiếp theo nữa đó chính là ngoài cái sự vận động về cơ xương khớp rồi, ngoài cái kiến thức về tâm lý rồi, thì một cái kiến thức tiếp theo mà chúng ta cần phải bổ sung đó là kiến thức về cái chế độ ăn uống cho mẹ bầu. Nếu mà vận động chiếm 30% thì cái chế độ ăn uống này nó sẽ chiếm đến cũng tương tự là 30%. Tức là tinh thần này, rồi vận động này, rồi ăn uống này, đó, thì tất cả những cái đó nó mới là một cái sự hoàn hảo. Thì cái chế độ ăn uống cho mẹ bầu cũng là một phần kiến thức mà tất cả các huấn luyện viên yoga chúng ta cần phải nắm được. Chắc chắn rồi là cái chương trình ăn uống cho mẹ bầu nó phải khác với một người bình thường. Trong khóa huấn luyện viên yoga cơ bản chúng ta đã được học về cái cách ăn uống rồi. Thế nhưng mà ăn uống khi chúng ta mang thai thì nó lại khác hơn rất là nhiều. Nên là bổ sung cái kiến thức này để giúp cho mẹ bầu, chia sẻ cho các mẹ bầu trong quá trình học tập với chúng ta, để giúp cho các mẹ kiểm soát được cái cân nặng trên cơ thể của các mẹ này, không bị tăng quá nhiều cân mà không bị con vẫn phát triển một cách khỏe mạnh. Đấy, thì cái kiến thức này quan trọng lắm. Chúng ta cần phải bổ sung nó để giúp cho các mẹ bầu có được cái sự toàn diện về thể chất, về tinh thần, về vóc dáng. Đó, thì ăn cái gì, ăn như thế nào, ăn làm sao để cho con khỏe, mẹ không tăng cân, mẹ vẫn đẹp. Thì đấy mới là quan trọng. Thì cái kiến thức này là chúng ta cũng cần phải bổ sung để đảm bảo được là cái chất lượng lớp học của chúng ta là hoàn hảo. Thì đây là yếu tố số 3, là bổ sung cả kiến thức về dinh dưỡng cho mẹ bầu. Và tiếp theo nữa là yếu tố số 4 mà Ngọc Anh thấy rằng chúng ta cũng nên bổ sung. Cái này thì không bắt buộc nhưng mà nên. Nếu như mà chúng ta muốn rằng là cái lớp học của mình, cái chăm sóc của mình được toàn diện nhất thì chúng ta nên, đó chính là bổ sung thêm kiến thức thai giáo cho em bé. Tất nhiên là mọi người đang nói rằng là ồ, tôi chỉ là một huấn luyện viên yoga thôi thì tôi đâu có phải là chuyên sâu gì về trẻ con đâu mà còn phải có cả kiến thức về thai giáo nữa. Nhưng mà bản thân chúng ta thấy rằng là cái việc mẹ vận động tập luyện yoga, mà bản thân cái việc đấy nó cũng đang là một cái hình thức kết nối với em bé rồi. Vậy thì trong cái quá trình tập luyện này, làm thế nào để cho mẹ bầu có thể kết nối được với em bé của mẹ bầu trong bụng tốt hơn, thì cái đó cũng sẽ giúp tăng cái giá trị, hiệu quả của chất lượng của cái lớp học yoga bầu. Thai giáo ở đây thì Ngọc Anh thường là sẽ chỉ dừng lại, ví dụ như bản thân Ngọc Anh nhé, trong các lớp học của mình thì ngoài cái tập trung vào việc vận động tập luyện rồi, nhưng trong quá trình vận động, trong quá trình tập luyện này thì có thể vừa tập vừa hướng dẫn thêm các mẹ một số động tác để các mẹ có thể kết nối được với em bé của các mẹ ở bên trong. Ví dụ như là các mẹ có thể trò chuyện với em bé của các mẹ, hướng dẫn cho các mẹ ấy là hãy trò chuyện với em bé của các mẹ ấy trước giờ tập. Để nói chuyện với con cũng là một hình thức thai giáo rất tốt, có đúng không nào? Tiếp theo nữa là liên tục trong cái quá trình tập thì cái lời hướng dẫn của huấn luyện viên sẽ có nhắc đến những cái hình ảnh của em bé. Ví dụ như là mẹ có thể đặt tay lên gối, mẹ hít hơi sâu, vươn cằm lên, rồi thở ra, mẹ cúi đầu xuống nhìn vào bé yêu của mình và nghĩ đến những điều tích cực nhất ra chuyển đến cho bé yêu, rồi hít vào, đấy kiểu như vậy. Tức là liên tục trong cái quá trình, trong cái lời dẫn, hướng dẫn giảng dạy yoga của mình thì phải liên tục có sự kết nối giữa mẹ và con, kết nối về tinh thần, mẹ có thể nghĩ về con trong quá trình tập luyện này, hoặc là mẹ có thể tác động vật lý là mẹ làm những động tác để ngoài cái việc tập vươn tay, đúng không? Ví dụ như chúng ta vươn tay này, hít vào mẹ vươn tay phải của mẹ lên, rồi tay trái mẹ ôm qua bụng của mình, chạm lấy bé yêu và thở ra mẹ nghiêng người. Hãy truyền hơi ấm từ bàn tay của mẹ vào bụng cho bé yêu nào. Đó, đấy là một ví dụ. Thì cái sự kết nối giữa mẹ và bé này, đó là một hình thức thai giáo rất tốt cho trí não của bé yêu. Vậy thì huấn luyện viên yoga mà đưa thêm được cái kiến thức này vào trong cái quá trình giảng dạy thì chắc chắn là cái bài dạy của chúng ta vô cùng tuyệt vời. Đó. Thì đấy là yếu tố số 4 mà Ngọc Anh khuyên rằng là các huấn luyện viên yoga cần nên bổ sung kiến thức đó. Và cuối cùng là một cái kiến thức quan trọng không kém nữa, đó chính là cái kỹ năng về xây dựng hình ảnh, kỹ năng về cái khả năng tuyển sinh, khả năng tiếp cận được đến với các mẹ bầu. Vì chúng ta hiểu rằng là chúng ta có nhiều kiến thức đến mấy đi chăng nữa, chúng ta có... là một huấn luyện viên yoga giỏi đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà không ai biết đến chúng ta thì cũng đâu có ai đến với lớp học của mình đâu, có đúng không nào? Nên là nếu như mà chúng ta muốn rằng là trở thành một huấn luyện viên yoga bầu thì chúng ta phải có cái kiến thức, kỹ năng để làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ được cái hình ảnh của mình, làm như thế nào để cho nhiều mẹ bầu biết đến mình, để cho các mẹ bầu tìm đến mình, và từ đó thì mình mới có cơ hội để hướng dẫn cho các mẹ bầu chứ, có đúng không nào? Chứ chúng ta không thể là cứ ngồi một chỗ và chờ đợi các mẹ bầu đến được thì sẽ không bao giờ có. Nên như bản thân Ngọc Anh là mình cũng phải học thêm rất nhiều các kiến thức về marketing, về PR, cái hình ảnh của mình. Tức là làm thế nào, Ngọc Anh liên tục Ngọc Anh làm video này, rồi là Ngọc Anh kết nối với những bệnh viện này, với những cái câu lạc bộ hội phụ nữ này. Đấy là những cái nơi mà có những mẹ bầu, có những cái nhiều cái cơ hội gặp được những người phụ nữ đang mang bầu nhiều hơn. Thì nhờ những cái sự kết nối đó, nhờ lên online bằng các video, nhờ offline bằng việc là giao tiếp, giao lưu, kết nối với các bệnh viện, bệnh viện sản đấy, thì mình cũng đã có được thêm những cái hợp đồng dạy ở những cái bệnh viện, hoặc là hợp đồng dạy các chuyên đề về vận động cho mẹ bầu ở trong các bệnh viện. Rồi mình cũng có thêm những cái lớp học được sản sinh trên online. Đấy thì đấy là nhờ những cái kiến thức, kỹ năng marketing thì mới có thể làm được. Ở đây là kiến thức xây dựng cái hình ảnh của mình ở nhiều nơi. Thì cái yếu tố này cũng là yếu tố phải học tập mới có. Còn bản thân tự nhiên không học thì chúng ta không thể biết được những cái chiến lược đó để chúng ta xây dựng hình ảnh của mình để cho nhiều mẹ bầu biết đến mình. Nên là các huấn luyện viên cũng cần phải đi học thêm những cái kiến thức để làm sao có các chiến lược tiếp cận được đến các mẹ bầu nhiều hơn. Thì đấy là 5 yếu tố quan trọng để chúng ta cần phải bổ sung để có thể trở thành một huấn luyện viên yoga bầu hoàn hảo. Ngọc Anh nhắc lại nha. Số 1 này là chúng ta cần phải có giấy tham gia những cái chương trình học huấn luyện để huấn luyện viên để chúng ta có kiến thức cơ bản dành cho mẹ bầu, kiến thức về huấn luyện viên yoga và kiến thức về huấn luyện viên yoga bầu. Thứ hai là chúng ta cần phải có thêm những cái chương trình học tập để chúng ta có kiến thức về gì ạ? Về thấu hiểu tâm lý, về cái cách trò chuyện với các mẹ bầu. Số 3 là chúng ta cần phải có kiến thức về chế độ dinh dưỡng, ăn uống cho các mẹ bầu, làm sao để các mẹ bầu có thể kiểm soát được cơ thể của mình. Số 4 là chúng ta tìm hiểu thêm những phương pháp kết hợp thai giáo cho con trong quá trình tập luyện cùng với mẹ bầu. Và số 5 là chúng ta làm gì ạ? Có thêm kiến thức để xây dựng cái hình ảnh của mình để làm cho nhiều mẹ bầu biết đến mình, từ đó gia tăng số lượng học viên của mình. Thì đây là 5 yếu tố mà Ngọc Anh bật mí cho các bạn. Nếu như mà các bạn đang thực sự rất quan tâm để muốn trở thành một huấn luyện viên yoga dạy cho mẹ bầu thì các bạn nên lưu ý những cái yếu tố mà Ngọc Anh vừa chia sẻ cho các bạn nhé. Và đương nhiên rồi, nếu mà bạn vẫn đang bối rối, chưa biết là mình nên bắt đầu từ đâu, hay là có những cái câu hỏi nào đó xoay quanh cái vấn đề về việc rằng là trở thành huấn luyện viên yoga bầu mà chưa biết giải đáp, thì bạn cũng có thể comment xuống dưới video của cái video này, thì Ngọc Anh sẽ giải đáp và giúp đỡ cho bạn sử dụng bằng toàn bộ những cái kiến thức làm huấn luyện viên yoga trong suốt hơn 10 năm qua, và cũng sử dụng toàn bộ kiến thức mà đã giúp đỡ dạy hướng dẫn yoga cho đến hàng nghìn mẹ bầu này để chia sẻ cho bạn. Hãy gửi cái câu hỏi của bạn xuống dưới comment ở dưới cái video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào!